Trong chặng đua trước, các đội đã phải trải qua những thử thách lý thú. Ăn à? Anh. Chọn chơi. Anh. Chơi. Ăn. Họ phải phối hợp ăn ý với đồng đội để bắt được chú dê của đội mình. Họ phải có sức khỏe phi thường để ăn hết 40 đĩa cơm cháy. Họ phải thật khéo léo để học được cách chèo thuyền trên dòng Sào Khê. Họ phải thật kiên nhẫn và tập trung để đếm đúng số bậc thang tại bến cây bàng. Basho và Thành Phúc chạm đích đầu tiên. Tuấn Anh và Xuân Sơn đã chứng tỏ họ có một sức khỏe phi thường và ý chí mãnh liệt khao khát đua và chiến thắng. Các bạn sẽ không được phát tiền di chuyển. Do một chút sai lầm trong chiến thuật của mình, Thanh Thủy và Minh Thoa đã về đích cuối cùng và phải dừng cuộc chơi mặc dù họ đã sử dụng chiếc thẻ ưu tiên trong thử thách vượt rào. Chia tay với Thanh Thủy và Minh Thoa, chín đội còn lại đang tiếp tục cuộc đua. Đội nào sẽ chạm đích cuộc đua kỳ thú tuần này để có cơ hội đến gần hơn với phần thưởng 300 triệu đồng? Trăm ngàn hả? Trời đất ơi. Đi taxi tới chùa Bái Đính, Ninh Bình. Tại khu vực trước cổng chùa, bạn tìm một người thợ chụp ảnh có dấu hiệu của cuộc đua để nhận mật thư tiếp theo. Bạn có 100 ngàn cho trận này. Các đội chơi phải đi taxi đến chùa Bái Đính, ngôi chùa có diện tích lớn nhất Việt Nam. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một khu chùa thờ Phật Tổ, thờ Thần Núi và Chúa Thượng Ngàn, mà còn gắn với lễ tế cờ khi vua Quang Trung ra Thăng Long đại phá quân Thanh. Tại đây, các đội chơi phải tìm người thợ chụp ảnh để nhận mật thư tiếp theo. Ok, cảm ơn. Tìm một người thợ chụp hình nha. Người đó không có đứng tại một chỗ đâu. Chờ em lên chùa Bảy Đính. Anh chạy đường nào thì nhắn cho em. Tìm một người thợ chụp ảnh có dấu hiệu của cuộc đua. Chú có biết gì về cái chương trình truyền hình thực tế không? Có một đài này nào tới hỏi anh về một đưa anh một cái tờ phong thư không? Tôi đi chùa Bãi Đính nha. Chắc không sao rồi, không phải vượt qua cái núi đó mà. Mình đoán là chắc là sẽ còn ở một cái cửa khác, thế là quyết định đi taxi tới cửa khác. Tuấn, đi theo em. Cổng này không có đâu, lấy taxi đi theo luôn. Đi theo xe kia. Khu vực cổng chùa mà. Ở đây tới 5 cái cổng lận. Mà ở trong lại có một cái cổng lớn nữa. Con nói đi từ từ nhất. Mệt quá. Cố lên. Cái chỗ của chùa là làm cho mình mắc sức nhất. Tại đến đó mình leo lên đỉnh núi. Rồi xong rồi mình đi vòng. Mệt quá. Thích mồ, sao làm không? Bây giờ có khi nào bị làm không đó? Lỡ lên tới đây rồi, bỏ cái uổng lắm. Lên nếu không có thì mình biến chạy xuống. Ê, đi ai lên đây vậy? Ở đây khu vực trước cổng chùa là ở đâu vậy chị? Cổng chùa là bên sang bên kia là cổng chùa mới. Bây giờ Phúc đã đi hết nguyên cả cái ngọn núi đó và đi từ coi như là từ chùa cổ rồi ra chùa mới. Cổng chùa đi lên tới đỉnh. Mày hay thiệt đó Phúc. À đây rồi. Chạy đi đâu? Tại khu vực xung quanh cổng Tam Quan chùa Bãi Đính, bạn tìm xe đạp có logo của cuộc đua, đạp xe đến động người xưa rừng Cúc Phương Ninh Bình để tìm mật thư tiếp theo. Từ chùa Bãi Đính, các đội chơi phải đạp xe đến động người xưa rừng quốc gia Cúc Phương để lấy mật thư tiếp theo. Rừng quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1962. Tại đây có một quần thể hệ động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng và độc đáo trong thời tiết của mùa hè. Và phải đạp xe hơn 50 km. Các đội chơi ngoài việc có sức khỏe cũng cần có ý chí rất cao để có thể tiếp tục cuộc đua này. Dán ở trên mà có cái quai che lên chứ. Bạn phải tìm một người thợ chụp ảnh để nhận mật thư tiếp theo. Không có taxi ở đây nhỉ? Ngoài đường cái. Chùa này lớn quá ha. Ừ, đúng lớn. Đi đâu muốn xỉu, ná thở. Kiểm tra đồ chơi trước đó đã.
chỉnh lại yên tí anh Bình ơi, không để thấp mỏi cực. Vâng vâng vâng. Mời cho các anh vào đi nhá. Chú có cắm này không? Chú có cắm này không? Đây con thấy rồi. Rồi cảm ơn chú. Cái quan kia nhóc ơi. Để tao qua nói với Tấn Chanh. Tấn. Ông đến rồi nó coi. Sau khi nhận được xong á thì giấu ngay cho ông thợ đầu kia nó thấy á. Không. Đi đây. Sao ông kia đứng ở góc nhưng mà cảm giác là bình thường mà đứng ít không phải quen nhau nói chuyện. Ông kia đứng góc không đeo máy ảnh. Anh có mật thư không? Đây. Thêm xứng mật thư. Đây. Tìm xe đạp có logo của cuộc đua. Đạp xe tới động người xưa, rừng Cúc Phương, Ninh Bình. Hỏi ta đi ra Cúc Phương đi đường nào? Đi taxi đến chùa Bái Đính, Ninh Bình. Tìm một người thợ chụp ảnh có dấu hiệu của cuộc đua đấy. Cho em đến Bái Đính nha. Cho ra chùa Bái Đính, Bái Đính nha. Ơi, mình để ba lô xuống đây nhẹ hơn á. Đường dốc đi trời ơi. Đi taxi đến chùa Bái Đính. Taxi. Đây rồi. Chào anh. Em xin. Anh, qua đây qua đây. Đạp xe đến động người xưa đường Cúc Phương. Em đạp bằng cái mũi bằng chân. Đạp bằng mũi bằng chân. Richie và Mimi sẽ không được phát tiền di chuyển và đồng thời họ bị tịch thu toàn bộ số tiền hiện có. Đi taxi đến chùa Bái Đính, Ninh Bình. Sau đó find the photographer. Suy nghĩ ra cách là phải đi mắc xe để kiếm tiền. Well, we're kind of in a tough situation. We ran out of money. We lost all of our money and try to raise money. We're offering massage, or perhaps we could give you a Vietnamese lesson. Thì Richie nghĩ là người nước ngoài có rất nhiều tiền, thì Richie muốn đi nói chuyện người nước ngoài và massage kiếm tiền. What do you think? Massage? Can I give you a massage? Could you help us out? Could we do a song or dance for you? Okay, all right. Well, have a great day. Voilà. Bon, vous allez passer à la caisse tout à l'heure. Hein, vous allez pouvoir passer à la caisse. Monsieur, alors vous pouvez donner une pièce à monsieur. C'est bon, on va l'emmener. You will wait. My wife will give you. Okay, we don't have a lot of time. Where? Ah no, she will be there in a minute. In a minute. Richie đã massage hai người nước ngoài nhưng không trả tiền đâu. Anh ơi, anh có giữ cái thông mật thư của tụi em không à? À không hiểu sao, cảm ơn chú. Chị ơi, từ đây ra Cúc Phương còn khoảng bao nhiêu cây nữa? 17 cây nữa hả chị? Thank you. Anh ơi, cho hỏi đi thẳng đường này vào rừng Cúc Phương thì còn xa không anh? Ôi trời ơi, Cúc Phương à? Mấy cây nữa? 35 cây nữa. Mình là hoang mang về cái khoảng cách. Nhưng mà thực ra họ dọa mình như thế thì cũng cho mình một cái gọi là chuẩn bị tinh thần về cái quãng đường mà bọn mình sẽ phải vượt qua. Trước khi đi một xa một phút để cho sức khỏe, cho sức khỏe nhá, cho sức khỏe. Vì các đội muốn hai bạn chi tiết cho nên là các đội đã góp tiền gửi cho hai bạn. Số tiền này không nhiều. Wow. Nhưng các bạn ấy cầm đi. Nhiều quá. Cảm ơn nhiều. Ok, cảm ơn. Bục quá. Không cần mà lo về tiền bây giờ. Tôi đã phải đạp khoảng hơn chục cây số với một lốp mà phía trước là còn căng hơi mà lốp sau nó bị xịt. Bác ơi! Bác, anh cái xe ơi! Ở đấy cũng không phải là một cái hàng sửa xe mà là của một người dân. Và tôi đã thuyết phục được cái người dân để sửa giúp mình. Đây, bị một vết duy nhất này thôi.
Một chỗ, một chỗ. Không lấy nước à? Quang có nước, lấy con nước thì tốt quá. Ôi, em thấy rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hôm nay chúng tôi sẽ phải chạy đua hết sức mình. Và anh ta rất sướng rồi. Sướng quá nhưng không cho tiền. Đây là những bước chân mệt mỏi, những gương mặt mệt mỏi, những cánh tay mệt mỏi, những hơi thở gấp gáp. Tôi hy vọng rằng trên cái đỉnh dốc này sang bên kia sẽ có một con dốc xuống. Còn dốc nữa. Vẫn còn dốc tiếp. Vấn đề chỗ là cái dốc nó không phải là cách xa nhau mà nó là sự liên tục. Thì khi mà thả xuống phát thì lên dốc là mệt rồi, là lại phải xuống dắt. Dắt xong lại đổ xuống, xong lại phải dừng, lại phải dắt tiếp. Còn đường lên dốc không vậy? Đối với Bách Du thì đó là một cơn ác mộng, đúng nghĩa là ác mộng, bởi vì Bách Du đã phải đạp xe gần 50 cây. Mình cũng thuộc dạng phi thường, đúng là Amazing Race, không có gì mà mình tưởng tượng được. Anh có phong bì không? Anh có đồng hồ không? Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Đạp xe đến động người xưa, rừng Cúc Phương, Ninh Bình để tìm một mật thư tiếp theo. Đi thôi, xe đây rồi, xe đây rồi. Khoảng cách giữa đội của chúng tôi với đội xuất phát đầu tiên là rất xa, hình như là hơn 4 tiếng đồng hồ. Thế nên chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ khẩn trương nhất có thể. Đạp xe. Đạp xe. Đạp xe đến động người xưa rừng Cúc Phương, Ninh Bình để tìm mật thư tiếp theo. Mimi có chạy lên có hơn 200 bậc thang mà đã đờ rồi. Đây đạp xe 22 cây số. 22 cây. Thì lúc đấy chúng tôi nghĩ là quãng đường ấy thật là dài và thật chợt nhận ra rằng đây là cái cơ hội mà phải nắm bắt được, bởi vì là đội chúng tôi bị bỏ lại ở phía sau mà chúng tôi có thể lực và tốc độ, chúng tôi quyết định là dốc hết sức mình cho cái chặng đua này. Động người xưa. Đi đằng này phải không ạ? Xa không ạ? Gần rồi, bên trong là tí rồi. Vâng, là bao cây ạ? Bao nhiêu km ạ? Khoảng độ 20 cây thôi. Vâng, cháu cảm ơn. Khoảng độ 20 cây thôi. Yeah. Khi thấy quãng đường dài như thế thì đây chính là cái điều thần kỳ mà chúng tôi mong chờ. Và khi mà người ta thấy được cái gọi là cái tầm với ở trước mắt thì con người ta trở nên cố gắng hơn rất nhiều. Đó là một cái thử thách mà vượt quá cái giới hạn của con người nói chung và bọn mình nói riêng. Sau này con mình lớn lên, mình muốn nói là tức là bất kỳ một cái khó khăn nào trong tất cả mọi hoàn cảnh nó không nên từ bỏ. Thì nó lớn lên mình mang nó đến đó xong thuê chiếc xe đạp cho nó chạy y hệt như thế. Ok, anh sẽ đi theo em nha. I'm muốn bảo vệ. Maybe I'm push em được không? Maybe không được. Tìm được một xe ô pulling us thì sao? Không được. Sao? Mình sẽ phải penalty á. À, hiểu. Bạn kéo mình đi chứ, mình cho bạn 20.000 cá tóc. Một cây số mỗi chân rồi, đường còn xa lắm không? Một cây số mỗi chân rồi, tôi nghiệp quá đôi giày. Bị gì? Hết cả đôi rồi.
Mình đã kiệt sức nhưng mà mình vẫn quyết tâm đi tiếp. Đi mình đi mệt mà. Đợi người ta lên hết đi mình lên. Trời ơi, nó muốn lè lưỡi luôn, lên dốc rồi xuống dốc. Không thi gì đó. Hôm nay lên để máy cầm em. Đi nở nó đi. Nó làm như cái mình mệt vậy. Nó nói là đã chơi rồi là phải chơi đến cùng. Cho nên là thôi cũng cố gắng. Nhưng muốn bỏ cuộc lắm nhưng phải cố gắng. Leo lên chạy đi. Qua cái góc này chạy. Nhìn rồi. Ở đây. Lựa chọn kép. Rừng rậm hay rừng thưa? Rừng rậm. Tìm mật thư được giấu trong rừng tại khu vực được đánh dấu. Rừng thưa. Đi qua mạng nhện, dây thừng mà không để cho chuông rung. Cả hai cái đều là hai người phải làm. Cái này bây giờ chân tôi hơi đau. Cái này là cần sự khéo léo. Còn cái này cần sự may rủi. Hai người. Ông cứ gợi ý nha, tôi bôi thuốc đã. Tôi nghĩ là mình cứ thử đi cái rung chuông đi. Nếu mà không đi được thì mình quay lại mình làm cái kia. Chúng tôi lựa chọn rừng thưa. Lựa chọn kép. Bắt buộc các đội phải chọn thực hiện một trong hai nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đã chọn, họ phải thực hiện nhiệm vụ còn lại. Trong trường hợp không hoàn thành tất cả, họ sẽ bị phạt chậm 6 giờ. Ở lựa chọn kép này, họ phải chọn giữa rừng rậm hoặc rừng thưa. Nếu chọn rừng rậm, đội chơi sẽ đạp xe đạp tới khu trung tâm A, rừng Cúc Phương và đi tìm mật thư được giấu trong khu vực rừng được đánh dấu. Trong khu vực rừng rậm rạp, các đội chơi phải thật tinh mắt và quan sát thật kỹ để tìm được mật thư. Chọn rừng thưa, hai thành viên trong đội phải cột chân vào nhau và cùng bò qua mạng nhện dây thừng. Các đội phải thật khéo léo để tìm cách vượt qua thử thách mà không khiến cho những chiếc chuông rung vượt qua được mạng nhện dây thừng mà chuông không rung. Các đội sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Ủa, đấy rồi. Mày đi quán gà phải không? Hết nổi. Rừng rậm hay rừng thưa? Các đội sẽ chọn khu vực rừng rậm. Lựa chọn kép. Rừng rậm hay rừng thưa? Chúng tôi chọn rừng rậm. Ngốc. Chọn rừng rậm đi, đừng thôi đứng nợ đâu. Được truyền bò không? Hai, dây cao, chui. Lên. Lên đó. Bước. Qua đoạn chỉ chẳng chỉ phết đấy, từ từ nhá, vào trong này phát tính tiếp. Thôi mình cứ vào đã. Chưa. Lúc đầu bọn mình cũng đã thử với cái việc là bước qua sợi dây. Nhưng với cái sự căng cứng của các cái bó cơ sau quãng đường đạp xe thì đó là bất khả thi. Vào giữa ngay đây này. Đứng ở đây nhá. Đứng dậy. Kéo. Chân này. Chân này lùi ạ. Suy tính một hồi thì bọn mình chọn cách tức là bỏ qua cái đám dây nhợ. Tôi nghĩ cái tầm này có khi bỏ quá hết được đấy. Trườn hay là tuột. Trườn nhá. Trườn đi. Hôm nay cẩn thận đấy. Mình ra đây chỗ này nó trũng xuống này. Mình có thể qua được. Richie phải đạp xe đạp của Richie lên cái chỗ đó khoảng một khúc ha. Xong rồi Richie đi bộ lại xe đạp của em. Đạp xe đạp của em lên chỗ Richie. Giống như là phải đi gấp mấy lần người bình thường. Rồi có mấy lúc thì Richie mệt quá. Hết chạy kiểu đó nổi rồi. Thì em đi bộ lại sao Richie đẩy hai chiếc xe đạp. Em thấy Richie cực quá vậy nên em nói thôi ráng đi. Sắp tới rồi.
rừng rậm hay rừng thưa? Cứ tìm lại chơi này đi. Chơi không được, chơi chán thì sang bên này tìm. Hai trái đi, xa thế đó. Hay là tìm lại trước đi, không sợ tối trời tối. Ok. Lựa chọn kép, chúng tôi chọn rừng rậm. Tôi xe đây nè. Lựa chọn kép. Ném bóng. Chúng tôi lựa chọn thử thách rừng rậm. Rừng rậm, chúng tôi chọn rừng rậm. Chị Bình sao vậy? Ngã. Đúng người bọn dây không chạy nữa đâu. Bình nó chạy hết chân, hết tay, mặt mũi chạy lùm hết. Sau khi Bình té xe thì thật ra là Bình cũng muốn bỏ cái chặng đấy. Ok, không có sao đâu. Mình có bị loại đi chăng nữa thì mình cũng cảm thấy là mình chiến thắng bản thân mình. Yeah. Rừng rậm hay rừng thưa? Đọc nó chưa? Rừng rậm, tìm mật thư được giấu trong rừng tại khu vực được đánh dấu. Rừng thưa, đi qua mạng nhện dây thường mà không để cho chuông rung. Chọn rừng thưa, đi qua mạng nhện dây thừng. Bếp, tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Mimi sẽ chọn rừng rậm là tìm mật thư giấu trong khu rừng. Chị Bình, chị Châu và cũng như là đội Richie và Mimi, không ai nghĩ là cả hai đội đó đủ nghị lực để đạp một cái đoạn đường dài như vậy. Bắt đầu sẽ lấy họ làm gương, bởi vì họ chưa bao giờ từ bỏ một chuyện gì hết. Khi nhóm vào tìm khoảng nửa tiếng thì trong thời gian đó nhóm không thể tìm thấy mật thư. Giờ này chắc nó giấu dưới lá rồi. Nhìn trên và nhìn dưới. Khi nào đá rắn nhảy ra ta. Đi vô đây nè. Không đi đâu lẹ vậy? Đi nhìn chứ đừng đi lẹ. Qua chân từ từ, rút cái mũi chân này. Rút cơm khỉ từ từ đã, bình tĩnh, ông cứ bình tĩnh. Ông tụt xuống tí nữa đi, ông tụt xuống tí nữa. Qua. Đâm. Ở đây ngoài những bê tông nha, nó còn có thể là cây cối tùm lum. Vượt rào. Ai yêu động vật? Ông. Tôi làm đi. Tôi mệt lắm rồi. Mình làm. Tiến vào khu vực lồng rắn. Phải chui vào lồng rắn để lấy một thư tiếp theo. Vượt rào là một nhiệm vụ chỉ một người trong mỗi đội phải thực hiện. Thành viên của mỗi đội không được làm hơn 7 vượt rào trong suốt cuộc đua. Nên họ phải chọn các thử thách của họ một cách khôn ngoan. Ở vượt rào này, thành viên phải bò vô chuồng trăng và rắn để lấy mật thư. Mật thư được một chú trăng canh giữ. Các thành viên tham gia thử thách vượt rào phải có đủ lòng dũng cảm và tình yêu động vật để lấy được mật thư tiếp theo. Mà em nghĩ không vô sâu dữ vậy đâu. Và trời đã bắt đầu tối cho nên là dù nếu mà dùng mắt thường để mà quan sát trong cái trời tờ mờ như vậy cũng rất là khó. Rồi sau một phút không tìm được mật thư trong phần rừng rậm cho nên là quyết định chuyển sang rừng thưa. Nay ban tổ chức cho chơi trốn tìm hơi nhiều. Vô. Ừ. Đầu tiên mình bò qua. Bò vô. Đó, cứ bò đi. Được quấn thôi. Bò sao bò, rồi, người ta bự hơn mày mà. Đúng mà tất nhiên. Cái dây nó cứ chằng chịt lên nhau mà mình không thể nào mà mình tìm ra được một cái lối thoát. Trời đuối thiệt đó. Cố gắng tìm đi đừng có nói. Mệt không cho nói hả? Bên này có cờ cắm. Mình vẫn có rễ. Đúng rồi, đúng rồi. Nó vẫn còn nằm ở đó.
đi bộ đến điểm về đích tại sàn bóng khu vực B, khu trung tâm rừng Cúc Phương, không được đi vào khu vực có biển cấm. Cả hai thành viên phải mang ba lô đến điểm về đích. Đội về đích cuối cùng có thể bị loại. Điểm về đích của cuộc đua kỳ thú tuần này là nhà sàn khu trung tâm B của rừng quốc gia Cúc Phương. Đây là khu vực nghỉ ngơi của du khách khi đến tham quan và thám hiểm trong khu vực rừng. Mấy đội đằng trước? Chắc chắn là không giấu ở dưới cái những cái này đâu, ẩm lắm và lắm muối. Vấn đề là mình đi mình phải nghĩ chứ mình đừng cắm đầu mình đi. Đây rồi. Ok. Chuẩn. Đây rồi. Oh yeah. Ai yêu động vật? Cho. Nhắn nha. Anh, em không có yêu. Anh ấy. Đồng ý. Trần Châu, Minh Châu, hai bạn là đội đầu tiên đạp thảm về đích hôm nay. Cảm ơn anh. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn anh. Yeah! Chà, sao mà nhiều rắn. Ở kia có một con đang bò, con kia có nguy hiểm không nhỉ? Tất nhiên là kệ nó thôi. Chúng mày ngoan nhé, tao không làm gì chúng mày đâu. Tao rất yêu động vật. Chà, không cần phải thè lưỡi ra như thế. Oh my goodness. Xin chào. Tao đến đây và rất thân thiện. Bình tĩnh thôi, tao không có ý định tấn công mày. Tao là một người thân thiện. Đừng, tao biết mày đang định tấn công. Tao sẽ thật nhẹ nhàng. Nào cho tao xin cái này nhá. Cho tao xin cái này, rồi cảm ơn mày. Mày là một con chân ngoan. Tại sao còn nhiều rắn thế này? Mình ghét mấy con này quá. Sao nó to thế? Từ từ thôi nha. Bình tĩnh thôi, khổ thân chúng mày. Chắc chúng mày đói lắm rồi. Nào, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, không gây hấn với thiên nhiên. Đây chắc là lối ra. Ok, cảm ơn chúng mày nha. Những con chân tốt bụng. Ok, điểm về đích tại nhà sàn bóng. Ok. Đội về đích cuối cùng có thể bị khỏi. Còn hello. Hello. Ui trời. Come on. À, đi đạp. Đi vô phát chơi. Yes. Ok. Love you. Móng sụp vào đảo. Đừng có co hết vỏ. Đó, mày cứ nằm vậy là mày xây mặt ngang. Xây vậy là ok quá rồi. Và tôi và Phúc đã cùng nhau trường sát xuống mặt đất. Và cứ thế mà bò. Giờ bò hơi xéo qua. Ồ, đây chút. Qua được đây là xong rồi Phúc. Hả? Qua được đây là xong rồi. Không. Mày hơi cao. Bây giờ mày phải xếp. Cao. Xếp giờ qua được mà mày ngon. Rồi. Chơi đi. Đừng nhóm tay lên nha. Cố gắng lên. Ok, anh công rồi rồi. Nhưng mà đừng đứng dậy. Bước rau. Ai yêu động vật? Tao không yêu đâu. Tao không yêu đâu, mày yêu đi. Bạn nhau mà chết tiệt quá. Cảm ơn nha. Chào. Đội về đích cuối cùng có thể bị loại. Em biết nhà sàn này. Or some shit like ah, that. Ah, Firefly kìa, đẹp quá. No. Oh, đẹp quá. Bé mời anh đi trước đi được không? Không được, em đi trước đi. Anh sợ quá. Sợ quá hả? Nếu gặp được ma thì sao? Nếu gặp
hổ thì sao? Nằm lại. Trời ơi, như con quỷ luôn. Hạ cái đầu xuống. Chủ xác đứt mà chị phải làm được. Gì vậy? Đau hả? Cố lên. Bây giờ mày nằm yên cho tao qua trước được không? Không được, hai cái chân của mình mù. Giờ thôi đi. Đúng rồi. This Here, way? We'll put a little mark, okay? If we have three leaves, that means don't go that way because we already went that way. And catch a firefly. Chè, em Mực Thư không kìm đi bắt lấm lấm. Được rồi. Really? Em đổ rồi. Trời ơi, em tưởng là đây rồi. Anh đây rồi. Chí Bình, Hồng Long, hai bạn là đội về đích thứ hai. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh. Hey, what's that? Okay. Trời, trời ba đi. Thấy chưa? Đúng vậy. I love animals. I love animals. Richie chọn cái này. Richie sẽ làm game này. Nằm đầu bẹp xuống luôn, sẽ ngã xuống mày, đất luôn. Nhưng mà mày sẽ đụng cái dây bên kia nữa. Cẩn thận nha. Cứ vậy đây, thấp cái mông xuống. Nhấp có thể, nhấp cái mông. Mày lần người mày qua thôi. Đừng nhấp cái mông gì hết trơn á. Mình qua hết rồi nhưng mà mình lại vướng lại cái mông. Vì nó. Không biết nói thế nào. Nói chung mình chưa bao giờ mình cảm thấy hận cái mông như ngày hôm nay. Đẹp cái chân ra. Đẹp cái chân ra. Love you baby. Trời ơi, vượt rào. Thôi nhưng mà mày về rồi, thôi để tao chơi. Ba Joe và Thành Phúc, hai bạn là đội về đích thứ ba. Cảm ơn anh. Ủng hộ. Sao không Châu? À, con rắn nó nằm giữa đường. Con chăn bự quá mà chưa thấy cái mật tư đâu hết trơn. Bạn có coi ở phía trên, để ý phía trên của cái tảng lá không? Thanh Tuấn và Mỹ Trâm, bạn đã về đích thứ tư. Wow. Ở đây. Thành Trung, Thanh Bằng, bạn đã về đích thứ năm. Cảm ơn anh. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Dạ. Đi. Đừng có động đậy nó. Nó đang ngủ. Bạn coi kỹ chứ. Bạn coi kỹ nhìn. Không có. Để mình phải nâng em rắn lên à. Nó đang ngủ á, mày cứ nâng nó thử coi. Sợ lắm. Nó ngủ á. Nó ngủ, nó thở thôi. Sợ lắm, không có dám chơi nữa đâu. Sợ quá rồi. Không thấy. Nó ở chỗ nào, không dám đụng con này đâu, sợ lắm. Không dám đụng. Minh Hoàng, Phương Thảo,
hai bạn đã về đích thứ sáu. Tao nghĩ là mày phải mở cái thùng ra. Cái thùng không có, con chân nó nằm ở trong đó làm sao dám, giờ làm gì? Đi. Không được nhất hả? Nó đang ngủ thôi nè bạn. Nó ngủ á. Để gái. Để chai đen biết rồi. Để đi cưng. Thấy rồi, chết rồi, là ngay cái đầu của nó. Rút ra nó đang ngủ. Để đi cưng. Mày đừng có vậy là mình chạy. Dạ yeah. Yeah. Tuấn Anh và Xuân Sơn. Chào anh Dustin. Bạn là đội về đích thứ 7. Cảm ơn anh. Anh phải khen ngợi hội em đấy chứ. Hello. Lực nó qua chỗ khác luôn, mày cầm cầm cái đầu nó nhẹ, để nhẹ nhẹ qua chỗ khác. Tôi xin lỗi nha con. Chị không muốn cái này đâu. Yes! Ah! Vẫn sống. Đi bộ đến điểm về đích tại nhà sàn bóng. Cả hai thành viên đều phải mang ba lô đến điểm về đích. Đội cuộc về đích cuối cùng có thể bị loại. Lên trước đi. Ôi, từ từ. Chạy được không? Đâu rồi, đau quá. Được không Bình? Let me go first and help you. Đến đâu? Anh thấy bác của Anderson nè. Hỏi Châu, Gia Bình. Hai bạn sao? Khỏe. Đã về đích rồi, đã về đích rồi. Bạn là đội về đích thứ 8. Chúc mừng hai bạn thứ 8. Rất là an toàn. Cảm ơn anh. Cho em ôm anh cả. Hai bạn đã có một ngày đua rất là vất vả. Và tôi rất là ấn tượng những sự nỗ lực của các bạn trong suốt cuộc đua kỳ thủ Việt Nam 2012. Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo là khán giả phải chia tay với các bạn hôm nay. Tôi hy vọng các bạn đã có một cái cuộc đua kỳ thủ riêng cho mình. Chị và Mimi vẫn muốn là đẹp được tới cái đích. Không muốn từ bỏ. Chị cảm thấy rất buồn vì cuộc đua này rất vui và có rất nhiều thí sinh mà Richie rất thích. Thật là kỳ diệu và ngoài sức tưởng tượng của tất cả các đội chơi, Mimi và Richie đã vượt qua những thử thách phá sức của chương trình. Mặc dù đã rất cố gắng, nỗ lực và quyết tâm không bỏ cuộc chơi, nhưng Mimi và Richie vẫn phải chia tay với chương trình. 8 đội còn lại sẽ tiếp tục cuộc đua kỳ thú với những thử thách tuyệt vời đang đợi họ ở phía trước. Đội nào sẽ chạm đích đầu tiên trong chặng đua tiếp theo? Đón xem cuộc đua kỳ thú phát sóng 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.